Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Gần 100 đơn hàng vô chủ được bà con Thủ Đức mua giúp. Với sự chung tay hỗ trợ của bà con, gần 100 đơn hàng không có người nhận đã được bà con giải quyết, mua giúp để phường thu hồi vốn và lo những việc khác. Để bà con Sài Gòn hạn chế ra khỏi nhà, an tâm chống dịch, lực lượng chức năng đã bố trí đi chợ hộ. Bên cạnh số đông hợp tác với cán bộ địa phương thì cũng có một số trường hợp bom đơn hàng hoặc để người mua phải bù tiền như tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Số lượng đơn hàng không có người nhận lên đến gần 100. Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND Phường An Phú cho biết, để đáp ứng nhu cầu lương thực, đồ thiết yếu cho bà con, có nhiều hôm cán bộ phường phải miệt mài chạy đến đêm khuya, chi phí mua đồ được phường ứng trước, cho một hội phụ nữ đoàn viên làm nhiệm vụ đến khi giao hàng bà con mới thanh toán. Vì vậy khi xuất hiện tình trạng người đặt không nhận đơn, phường phải rất vất vả xoay sở. Trong số đó ngày 27 tháng 8 tại phường có gần 100 đơn hàng bị bom. Chủ nhân các đơn hàng này đa phần đều không nghe máy hoặc nói không mua nữa, đặt thử xem được không. Theo ông Phương trong việc này cũng có một phần lỗi của phường nên khó xử lý người bom đơn hàng. Cụ thể qua ứng dụng đặt hàng bà con đăng ký mua hơn 1.000 đơn, sau đó phường sẽ làm việc với siêu thị để họ đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên do thành phố siết chặt giãn cách từ ngày 23 tháng 8 nên siêu thị không kịp lấy hàng về dẫn đến việc giao hàng bị chậm trễ so với kế hoạch. Ông Phương gửi lời, chúng tôi mong bà con thông cảm trong hoàn cảnh này. Rất may sau khi thông tin 100 đơn hàng vô chủ đăng lên nhóm Zalo, bà con Phường An Phú đã chung tay mua giúp để Phường thu hồi vốn. Không chỉ bị bom đơn mà nhiều cán bộ đi chợ hộ cho dân còn phải bỏ tiền túi bù phần thiếu. Báo Thanh Niên viết, Tại một phường ở quận Phú Nhuận, trung bình một ngày nhận khoảng 250 đơn, có khi cao điểm số đơn tăng gần gấp đôi. Tuy nhiên khi giao hàng, có một số món không đúng yêu cầu nên bà con không nhận. Vị lãnh đạo phường ở quận Phú Nhuận chia sẻ, một phần nguyên nhân là do siêu thị hết loại bà con cần nên cán bộ đổi qua món tương tự. Đến khi giao, một số người thông cảm nhưng cũng có trường hợp từ chối. Vì vậy, món nào bị trả về, cán bộ phường đành bù tiền mang về dùng. Tương tự ở một phường khu vực trung tâm thành phố, tình trạng bom đơn cũng diễn ra khoảng chục lần, Đơn ít thì vài trăm, đơn nhiều lên đến cả triệu, để giải quyết nhanh gọn cán bộ phường đành tự lấy tiền của mình trả đoàn viên đi mua hộ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là số ít, còn lại đa phần bà con đều khá hợp tác để việc đi chợ hộ của lực lượng chức năng được nhẹ nhàng hơn. Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai anh bộ đội đứng ngẩn ngơ vì lỡ mua nhầm một phần cá thành hai. Thấy vậy mọi người liền hỏi thăm rồi cùng nhau giúp đỡ bằng cách giao bán giúp hai chiến sĩ trẻ. Ai mua cá không nè, có ai mua không, mua dùm chú bộ đội, giá rẻ kìa. Cuối cùng có người phụ nữ quyết định chốt đơn dùm hai anh bộ đội khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian dịch bệnh còn nhiều phức tạp, để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, chúng ta hãy học cách thông cảm, sẻ chia, lan tỏa năng lượng tích cực các bạn nhé vừa rồi là những thông tin vừa tổng hợp trong ngày của tin tức mới cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo